Đây là cây bơ không bạch tư, chắc đến nay được 3 mùa này cái thành quả trái cái dài từ lúc vườn cà phê xung quanh nhà. Đây là cây mắc ca, trái cũng khá nhiều. Chỗ này thì nó rất tốt, thì nó cho trái to hơn. Đây cây mắc ca. Là giống bơ bơ hát chưa cho quả, loại này cành thưa trái nhỏ. Không mất thư siêu chán nơi gấp lại cây bút, dòng cây bút nhưng mà nó là hát Mỹ, hát Mỹ hay hát Úc gì, hát Úc. Cái ruột nó rất là vàng, trái hơi xù xì. Chịu trái luôn. Lá nó hơi tròn tròn. Này chúng ta khoảng 3 lạng trái.